mà cái người bên đây là họ phải đi, họ phải chứng minh là họ họ bệnh, họ không có, không có người không có khả năng đó. Họ không có, không có khả năng sống tự lo. Ví dụ như người ta nói ủa tại sao không vô vị vị dưỡng lão, rồi tính sao, họ thích có người thân chăm sóc hả? Cái đó là như lúc đó là bên đây họ họ phải đi luật sư, là đi bên di chú vậy đó. Thì xong rồi nó mới gửi cái giấy cho mình phải đi bệnh viện khám nữa. Đúng rồi, phải có giấy khám chứ. Tại ngày xưa thầy ở chung với lại một người bác này là cũng bị cái tai, cũng vấn đề ở trong công ty, cũng đền cho bác này luôn á. Ta nói là công ty này là bác này không có thể khiêng đồ vật nào mà trên 2 ký đó. Đó. À. Rồi sau đó bác này bảo lãnh cho một cái gia đình người em họ, và cái gia đình anh họ này là tới 2 vợ chồng cộng 2 đứa con nữa. Mà 2 đứa con là có đứa 16, có đứa 20 tuổi luôn, là đi hết nguyên cả gia đình 4 người luôn á. Hồ sơ hồi đó là lúc em nộp cho tới lúc em có là bao lâu rồi? Hơn 1 năm á. Là khoảng 1 năm rưỡi không? Hay là 1 năm vài tháng thôi? Hình như cũng gần 1 năm rưỡi á. Xong rồi nó gửi thư về nhà lên lãnh sự ở Hồ Chí Minh đó, mình phỏng vấn thôi hả? Rồi có làm giấy khám sức khỏe rồi đầy đủ chứ? À đúng rồi. Cái đó xong quan trọng lắm á, em không... À có rồi, nó gửi giấy khám. À là lúc đầu người ta chỉ kêu em đi qua thôi, là coi như chưa biết tình trạng sức khỏe sao hết. Nó cũng cho nộp hồ sơ rồi đầy đủ hết đúng không? À đúng rồi. À, nó hỏi phỏng vấn mình tại sao mày biết là gì mày, cái người thân của mày bị gì không? Rồi mình có sao thì mình nói vậy thôi. Rồi nó kêu về đi rồi lâu rồi nó mới trả lời. 5 tháng 6 tháng gì đó. Trong vòng 1 năm là nó kêu em lên phỏng vấn đúng không? Từ lúc nộp hồ sơ tới cái 1 năm phỏng vấn xong rồi. Nghiên cứu hồ sơ cho đã vô rồi bắt đầu. Vì trong thời gian đó là phỏng vấn xong rồi nó kêu đi khám sức khỏe hay là sao? Chưa luôn, chừng nào mà có cái giấy cả. À, chừng nào có kêu yêu cầu đi khám sức khỏe. Không được thì nó đã cho lên được luôn á. Dạ đúng rồi, thì qua đây là mình phải đi ra xin tài lên, mình nộp form, nộp giấy nào xong rồi bắt đầu là vô thường trú á. Là nó phải qua tới đây rồi xong rồi mới làm giấy tờ. Dạ đúng rồi. Rồi mà qua đây em chăm sóc người thân của em á, là có chăm sóc 100% giống như em tưởng tượng, giống như bên Việt Nam em qua đây không? Dạ không. Thì giúp thôi đúng không? Thì cần cái gì thì em phụ. Dạ đúng rồi, giúp thôi. Dạ đúng rồi. Không, cái đây chỉ có phụ như khi dẫn đi bệnh viện rồi thôi. Đúng rồi. Đi chợ, ở như thôi hả? Chứ là không thì làm công việc nhà phụ nặng, làm việc nhà vậy thôi. Nhưng mà nó cái visa nó có bắt buộc em á là em không được dọn ra ở riêng không? Hay là sao? Nó có quy định gì đó trong vòng mấy năm không? Là cứ qua đây rồi có thể em ở nhà khác rồi xong rồi em cần gì thì người ta kêu em tới được à? Cái đó cũng chấp nhận hả? À? Không, cái đó em không biết ạ. Em cái đó không biết. Cái mà gọi là em ra đây qua đây em chăm sóc đó, rồi cái centerlink á, trong khi đó mà việc của em là em đi làm việc, một cái công việc của em, một việc toàn thời, người ta có hỗ trợ gì lúc ban đầu khi mà em chưa có việc không? Nếu mà trả lời thì không, em không có, là em tiền chung với cái người đó luôn. Là mấy tháng đầu á đúng không? Dạ đúng rồi, em tiền chung luôn á, lãnh phải lãnh bao nhiêu là em lãnh bao nhiêu á. Rồi, nhưng mà sau này em có việc làm rồi em đâu được. Dạ đúng rồi, sau này em nhớ là nó cho một tuần mình cũng được 1-2 ngày để mình đi học á. À không, mình chọn á. Người đó muốn về Việt Nam chơi, em đi theo em vẫn được cái tiền bình thường. Đúng rồi, em buộc phải đi theo chứ. Rồi tiếng Anh thì sao? Em có lấy cái phần học 500 mấy chục giờ tiếng Anh để em học không? 510 á, lên 10 giờ. Nhờ có tiếng Anh đó bây giờ mới vô trong bệnh viện làm rồi xong mình bán hàng được đúng không? Không có tiếng Anh đó là thấy bà luôn rồi. Dạ đúng. Rồi sau cái thời gian mà ban đầu á là dùng welfare rồi em ra em xin việc làm cái gì rồi sau đó mới tới làm ở trong bệnh viện. Gian đó em đi học xong rồi em đi làm ở ngoài thời gian xong rồi em đi học xong rồi có em đi học cái gì anh đi? Không, chỉ lúc đó em đi học tiếng Anh học 510 giờ thôi đó. Vậy là chỉ học tiếng Anh thôi, em không học thêm cái bằng gì hết hả? Dạ không. Chính phủ cho em có quyền đó mà em không học đúng không? Có nhiều cái là cho học free mà. Thậm chí có nhiều người tôi nói cho học online luôn á, học free luôn á. Rồi ok. Dạ đúng rồi. Tùy thôi, tùy mấy bạn, em đi là muốn làm kinh doanh rồi đúng không? Em là thích kinh doanh rồi, bán rồi. Sắp tới xong hết thường trú rồi, 4 năm rồi, sắp vô thành chưa? Ấy thi rồi thì chỉ đợi thôi à. Đang thiên thể. Okay. Đợi điện thoại đó đúng không? Chắc cũng nhanh. Yeah. Còn một cái nữa mình muốn hỏi là Andy, khi mà nộp hồ sơ mà ở bên này lo đó, em có biết là cái lệ phí của em tốn bao nhiêu tiền không? Em không biết không? Không, em không biết. Mà vậy nó lo hết, em nói với không? Lo hết. Em dưới vậy sắp tới đêm nay em lo. Em có việc. Sách phí ra đi rồi. Từ cái lúc em qua tới giờ em có dẫn bao nhiêu Việt Nam chơi được nào chưa?
qua đây 5 năm sau rồi vẫn có lương bình thường. Có những trường hợp khác đi đợi thê lương luôn á, đợi 4 năm luôn á, 3-4 năm luôn á. Và cái tình trạng của dì em á bây giờ có đỡ hơn không hay là nó cứ vậy hoài? Cũng không cải thiện, nó cũng vậy. Thì nói chung cũng đi đến cũng ấy bình thường nữa. Nói chung là thường hết rồi. Ngày xưa nó dễ, dạ, ngày xưa thì nó dễ, còn bây giờ thì không biết. Đó, bây giờ mình đang có một người chú, ổng cũng giống vậy luôn á, cũng đi làm, cũng đau cái này đau cái kia. Bây giờ cũng phải lấy một người để qua chăm sóc cho chú. Mà thứ nhất là giấy khám bệnh của bệnh viện hoặc là những cái specialist á, coi người ta có đủ cái chuẩn hay không. Tại người ta nếu mà ta tự làm được thì không được. Cái visa này nó yêu cầu là người thân ở bên này là phải cái người mà bên này là không có tự làm một mình được. Vậy là ví dụ như bây giờ muốn đi bệnh viện hay là đi chợ đâu có cho tự lái xe đâu đúng không anh này? Người đó có tự lái xe được không? Dạ không. Về em không được đúng không? Đúng rồi. Là có bằng lái xe, hồi trước là có bằng lái xe đúng không? Nhưng bây giờ là không cho lái luôn hả? Dạ không cho, không cho. Rất là nguy hiểm, tại vì mình thấy có hai trường hợp người thân của mình cũng thấy là cái bác đó là cũng không có khiêng được đồ nặng quá 2 kg, đó là bác sĩ nói luôn rồi đó, có giấy rõ ràng đúng không? Còn một người chú còn lái xe được. Nhưng mà vấn đề đây là cũng yếu rồi. Mà hồi xưa khỏe lắm, hồi xưa còn đi làm landscape với mình đúng không? Khỏe dễ sợ. Dạ. Thì cái đó là mình phải đi hình như là mình họp xong mình nói cho mình đi, nó đưa cho mình chỉ định mình đi đâu á để khám. Đúng rồi. Khám đúng bác sĩ loại đó luôn á. Ví dụ gân là phải vô bác sĩ gân, hoặc là mắt hay là gì đó phải vô đúng bác sĩ đó luôn á, xương khớp gì đó phải vô đúng luôn. Ủa mà người dì của em đó là có gia đình hay không? Không có gia đình hết đúng không? Có mà không có, như con gì là con trai xa không có chăm sóc được. À ok. Mình phải có cái điều kiện đó nữa. Dạ, chứ một cái người bác hồi nãy mình có nghe đó là bác đó là ở chung với chồng rồi mặt chồng á là đi làm phụ thâm, đâu có nhà hoài đâu. Rồi có hai người con, có gia đình luôn, nhưng mà hai người con nó cũng có những người con là có như cháu nội rồi chăm sóc được đó. Ở bên này là nó có cái đó, mọi người lui để apply là bên này là gia đình nào ra gia đình đó, không phải là con là bắt buộc phải chăm sóc cha mẹ đâu. Còn có cái bill nhà để trả chứ đâu có đi mà chăm sóc cha mẹ ruột đâu. Cho dù là trong cũng... cái em nghĩ là anh khi trong cái đơn họ ghi đó, họ không có khả năng gì, con cháu họ phải ghi, họ ký vô đó. Không phải không có khả năng mà là có khả năng nhưng mà họ phải ghi có cái nợ cái căn nhà hay là cái gì đó, người ta không thể nào dành 100% thời gian để mà lúc nào hú là phải có mặt. Cái này em phải ưu tiên cho dì em là hàng đầu. Đúng không? Dạ. Đó. Đó là cái việc của mình, là nó nằm ở việc là mình qua đây để mình chăm sóc người thân mà. Mình rõ ràng cái visa mình nó ghi rõ ràng vậy mà. Thì nói chung là nếu mà bạn nào mà có một cái gia đình mà mấy người thành viên đó thì quá tuyệt vời rồi. Thì qua đây hết cả gia đình luôn. Cái visa này nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Mình nhớ cái năm đó là bác nó làm giấy tờ đó là năm 2008, 2009 gì đó. Là làm trong vòng cũng giống như em đi luôn á. Một năm cho tới hai năm á. Là qua đây luôn cả gia đình luôn. Ngày xưa nó dễ. Thì bây giờ càng ngày càng này nó khó rồi. Nhưng mà anyway thì bạn phải chứng minh được cái người thân đó là cũng đang ở bên Úc thôi à. Và người thân nó phải tự lo. Phải bệnh ấy gì đó. Đất nước Úc là nó nhân đạo nên nó sẽ giúp mấy bạn làm việc đó. Cho dù con ruột đi nữa thì cũng không sao. Nhưng mà cái người đó phải nói chung là không bị bệnh thôi. Nhưng mà không phải bị bệnh hiểm nghèo nha. Bị bệnh hiểm nghèo còn có 1-2 năm nữa lên đường thôi thua. Khi mà biết được chuyện đó. Khó làm lắm, tại vì người ta biết cái bệnh đó nó không có, hoặc là bệnh đó mà nó nằm luôn trong bệnh viện rồi là thua luôn, không làm gì được luôn. Nằm luôn bệnh viện, chú qua đem làm gì? Ở trong đây có bác sĩ, lại có y tá rồi, đâu có làm gì được. Người ta phải ở nhà riêng. Và người ta có cần nó, giống như hồi nãy em nói là dẫn đi bệnh viện nè, chở đi bệnh viện, hoặc là đi mua sắm, hoặc là dẫn ra ngoài chơi, ví dụ như vậy. Hoặc đi thăm người này, người thăm người kia, đó, ví dụ vậy.